À vâng, Soka xin chào bác nhá. Thì hôm nay em tiếp tục em test nhanh con bơm áp cho bác khách của Bình Phước của em. Đây, em quay gần hơn cho bác xem. Thì đây là cái mẫu bơm áp đầu sò nhá. Họng hút 42, họng ra 34, nhưng em lưu ý các bác lắp đặt thì các bác nên lắp hút hút từ 48 cho lên, và dài thì nếu như dân xa dân cao thì bác cứ chơi 48 luôn nhá. Đó, chứ bác đừng để ống nhỏ nhá. Ống nhỏ đi xa đi cao là bị bó. Bó dòng nên là nước lượng nước ra rất là yếu, không đạt hiệu quả cho máy nhá. Đấy, nên là bác lắp đặt thì bác cứ đi ống to cho em. Đó, thì đây là cái dòng bơm áp này. Đấy, thiết kế dạng đầu sò, cái bán kính của cái cánh này rất là to nhá, nhưng mà cái đường kính nó rất là hẹp, tạo ra cái lực văng văng khi quay, tạo ra lực ly tâm văng rất là lớn. Đấy, thì con này là thuộc dạng bơm áp. Đây, thì đây là đầu dây điện này, dây nối này. Thì bác khách của em đặt cái bộ này là bộ hệ 48, 48 100V. Đấy, hệ 48 100V nhá. Thì con này là kỳ rưỡi, kỳ rưỡi hệ 48 100V. Đây là con điều khiển của nó đây. Thì bác khách của em bảo là con này thì bác lắp trên tủ điện nên là em để ngoài cho bác này. Đấy. Còn bình thường là em sẽ để con này ở sát thân của con máy luôn nhá, để cho máy chạy nó tản nhiệt luôn rồi cho con này. Đấy. Còn bác lắp trên tủ điện thì em để rời ra cho bác này. Đó, thì đây em cũng đầu nối sẵn rồi. Đây là con nguồn giàn lập của em 100V này. Đây là cái đồng hồ đo dòng, đo công suất. Để tí em chạy máy cho bác xem công suất của máy. Đây, thì con điều khiển này thì em lắp sẵn một cái chiếc áp này. Chiếc áp này là để điều chỉnh nhá. Điều chỉnh tốc độ của máy cũng như là đây, tăng giảm máy luôn. Rồi, em bật máy này. Rồi, máy chạy rồi. Đây bác nhìn nhá. Đấy, hiện tại đang ăn 1 ký nữa này, 1 ký mà nước kia là nước ống 49 nhá, ống 49 ra đầy ống luôn này, em tăng lên. Đây, đây là tầm 1 ký rưỡi. Đấy, đối với mẫu bơm áp thì lượng nước này rất là cao rồi. Con này thiên về độ nén. Đây, bây giờ em sẽ tăng công suất lên 2 ký nhá. Đấy, tăng lên 2 ký, 2 ký 3. 2 ký 3, 2 ký 3 để xả tại vòi thôi. Còn khi nào các bác dẫn lên cao ấy, hay dẫn đi xa ấy, thì là nó sẽ công suất nó sẽ giảm xuống. Đây, em ra em khóa van áp để cho bác xem nhá. Đấy, đây là ống 49, nước ra rất là đặc nước. Đấy, em khóa van áp lại này. Đấy bác nhìn này, hiện tại là cái áp của nó lên đến 2 cân rưỡi, 2 cân rưỡi này, 2 cân rưỡi. Bác nhìn lực này, lực nước văng ra này, rất là khỏe luôn. Đó, đây em quay lại gần cho bác về cái phần công suất như em vừa nói này. Lúc nãy là công suất nó là ăn 2 ký, trên 2 ký, 2 ký rưỡi. Bây giờ nó ăn hết của ký rưỡi thôi. Đó, thế nên là cái con này này, khi bác đẩy càng cao hoặc nén càng xa thì là cái công suất máy tiêu thụ nó sẽ giảm đi, và cái cột áp nó sẽ tăng lên. Đấy, đây là mẫu bơm áp. Đó, thì video này em cũng chỉ quay nhanh để giới thiệu cho các bác sơ bộ về cái mẫu này, cũng như là quay cho bác khách của em xem máy, chơi nhận máy. Đó, thì đây là dòng bơm áp mà bác đặt em, thì bác bơm từ dưới đồi, bác bơm lên một cái hồ chứa trên cao, bác dùng mấy con này. Đó, thì các bác nào nhu cầu tìm hiểu về các mẫu bơm năng lượng mặt trời hoặc những mẫu động cơ tiết kiệm điện thì bác có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận, thì bên em sẽ liên hệ và tư vấn cho bác những mẫu phù hợp nhất với nhu cầu công việc. Vâng, Soka 2 cảm ơn bác nhé. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Soka 2 xin chào các bác.